Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với chương trình UMC Podcast. Và chương trình sẽ được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối thứ 2, 4, 6 trên fanpage, YouTube và website Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay mình Khôi xin chia sẻ cho quý vị về một khoa. Khi mà chúng ta đến một bệnh viện nào đó để thăm khám thì đôi lúc chúng ta sẽ cần thực hiện những bước xét nghiệm trước khi thực hiện những quy trình tiếp theo. Thì ngày hôm nay mình Khoa sẽ giới thiệu về khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để quý vị hiểu rõ hơn về khoa nhé. Thưa quý vị, về chẩn đoán bệnh thì sẽ quyết định đến phác đồ điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, để tìm ra đúng bệnh thì bên cạnh việc thăm khám nè, người bệnh cần phải được xét nghiệm và thực hiện những kỹ thuật y học cận lâm sàng. Vì lẽ đó thì đằng sau mỗi ca bệnh sẽ được điều trị thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là sự đóng góp thầm lặng của các bác sĩ, kỹ thuật viên tại khoa xét nghiệm đã miệt mài làm việc hăng say với tinh thần chính xác, tin cậy, kịp thời trên từng mẫu bệnh phẩm. Có thể nói, khoa xét nghiệm được xem là xương sống của ngành y tế. Xét nghiệm y học nắm giữ vai trò nòng cốt, giúp bác sĩ chẩn đoán, tiên lượng và xây dựng phác đồ điều trị. Những công việc hàng ngày của đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên khoa xét nghiệm là tiếp đón người bệnh, tiếp nhận chỉ định của bác sĩ, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, thực hiện các xét nghiệm thường quy và cấp cứu với số lượng người bệnh trung bình mỗi ngày 8.000 lượt. Để đáp ứng được lượng người bệnh ngày một tăng, thì khoa xét nghiệm Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, đồng bộ, thực hiện nhiều yêu cầu xét nghiệm trong cùng một thời điểm nhưng đảm bảo kết quả chính xác, kịp thời với các chức năng như cung cấp dịch vụ xét nghiệm về hóa sinh, huyết học, truyền máu, miễn dịch, vi ký sinh, sinh học phân tử, hỗ trợ tích cực các phòng xét nghiệm tại bệnh viện và trung tâm y tế trên cả nước, cung cấp dịch vụ gửi mẫu, trả kết quả xét nghiệm. Khoa xét nghiệm đã đạt chứng nhận ISO bao gồm 36 chỉ tiêu trên 3 lĩnh vực hóa sinh, huyết học, vi sinh miễn dịch. Đồng thời, trong tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm, ban hành kèm theo quyết định số 2429, quyết định của Bộ Y tế vào ngày 12 tháng 6 năm 2017. Khoa đã đạt chất lượng 4 sao vào năm 2017, đưa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những cơ sở có chất lượng xét nghiệm hàng đầu quốc gia. Với mục tiêu hơn 2 triệu lượt khám hàng năm được phục vụ chất lượng tốt nhất, khoa xây dựng 3 khu vực lấy mẫu bệnh phẩm theo yêu cầu chỉ định, nhằm rút ngắn thời gian người bệnh chờ kết quả nhưng vẫn giữ được độ chính xác tối ưu. Khoa triển khai robot hỗ trợ dán và chuyển thông tin người bệnh, thiết lập hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm liên tầng. Các bác sĩ và kỹ thuật viên chỉ cần 30 giây để nhận bệnh phẩm từ khu vực lấy mẫu. Hoạt động phát triển các công nghệ xét nghiệm mới, hiện đại cũng được chú trọng. Mặc dù không thăm khám trực tiếp, nhưng nhờ vào những phát hiện của khoa mà người bệnh được điều trị đúng hướng, toàn diện và kịp thời. Song song với những công tác chuyên môn, hoạt động nghiên cứu và đào tạo tại khoa cũng diễn ra mạnh mẽ, nhằm cung cấp các dịch vụ y tế đạt chất lượng tốt nhất. Là một trong những nơi đầu tiên đạt chuẩn 4 sao của chứng nhận SLMTA, khoa hỗ trợ tư vấn và quản lý chất lượng xét nghiệm hướng đến công nhận SLMTA cho các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. Để người bệnh được điều trị toàn diện, khoa xét nghiệm Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM không ngừng chuẩn hóa, nghiên cứu và phát triển trên 3 lĩnh vực chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy một cách độc nhất và có tính thực tiễn. Định hướng tương lai, khoa sẽ tập trung phân tích nhu cầu của các khoa lâm sàng và người bệnh để phát triển các kỹ thuật xét nghiệm mới, tạo điều kiện cho việc chẩn đoán, điều trị hiệu quả hơn. Khoa xét nghiệm Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu về lĩnh vực xét nghiệm tại Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thông tin liên hệ khoa xét nghiệm: Lầu 1, khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, số 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM. Hoặc quý vị cũng có thể liên hệ đến số điện thoại 028-3952-5618, email xét nghiệm@umc.edu.vn quý vị nhé. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.